Chào tất cả anh em quay trở lại kênh Bắt Lạc Cầu Channel nhé. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em một cá thể chó đen nha, hắc cẩu luôn. Hắc cẩu đầu thủ chân tay rất đẹp luôn. Đầu thủ cung gọng, chân tay đẹp, tai lên tự nhiên nhé. Đốm lưỡi anh em nhé. Này, đốm lưỡi này. Đấy, rất tinh nhanh. Thần thái tinh nhanh. Chó là chó bắt lông cẩu anh em nhé. Đấy, huyền đề chó ta luôn. Huyền đề kép cả bốn chân cho anh em. Đấy, cho anh em kiểm tra móng này. Con đấy em bố quay. Đấy. Bố con chó nhé. Đây. Đấy. Chân phải trước. Đấy, hai móng đeo nhé. Đây. Chân phải sau. Đeo cao anh em nhé. Chân trái trước. Đấy, chân trái sau. Đấy, mỗi chân hai móng đeo. Bốn chân là tám móng đeo. Đây gọi là bát lông cẩu anh em nhé. Đây, anh em quan sát thần thái rất tinh nhanh, chó rất khôn nhé. Đây. Rất khôn. Màu đen là màu của phong thủy anh em nhé. Đấy, chó đen giúp xua đuổi tà ma và những điều xui xẻo anh em nhé. Đây. Đuôi cong khóa trái luôn anh em quan sát này. Đấy, đuôi cong khóa trái luôn, tuyệt vời luôn anh em nhé. Hội tụ rất nhiều yếu tố phong thủy đẹp, thần thái tinh nhanh. Để anh em quan sát, chó rất tinh nhanh. Không phải nghĩ luôn anh em. Để anh em quan sát này, chó rất quấn chủ nhé. Chó rất quấn chủ. Rất quấn chủ, rất tinh nhanh luôn. Đấy. Bảo hành huyền đề kép cả bốn chân cho anh em. Bảo hành đốm lưỡi, bảo hành sức khỏe. Đã tiêm phòng tẩy rũ anh em nhé. Có cả sổ theo dõi sức khỏe. Rất đẹp luôn, không phải nghĩ luôn nhé. Nuôi chó về đề kép bốn chân rất là may mắn anh em nhé. Đặc biệt là chó màu đen. Chó màu đen thì luôn xua đuổi những cái điều xui xẻo, mang lại may mắn, tài lộc. Nên là rất nhiều người tìm mua chó đen, đặc biệt là chó đen bắt lông cẩu anh em nhé. Chó giới tính đực anh em nhé. Chó giới tính đực, gần 2 tháng tuổi, nặng khoảng 3 kg. Anh em nào muốn sở hữu cá thể bát lông cẩu, hắc cẩu thì liên hệ với tôi theo số điện thoại 0983 354 369, hoặc truy cập link Zalo 0983 354 369. Anh em nhớ đăng ký để ủng hộ kênh nhé, để theo dõi những clip mới nhất nhé. Xin chúc sức khỏe toàn thể anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.